Xin chào tất cả anh em các ông chú các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Radio giới thiệu một quả súc hơi JBL 718 cho một bác khách. Đây là súc mặt JBL và nhà em đang làm một số lượng lớn dòng súc hầm. Nó là dòng súc hơi 50 và 40, em đều có cả nó súc hầm. Còn bác khách này thì đợt trước đã lấy một quả JBL 718 rồi và hôm nay Tùng Nguyễn tiếp tục ship cho một quả để thành một đôi. Lưới căng bằng sắt vừa được dán chống bụi. Thì đây là dòng súc hơi các bác nhé. Vỏ của nó gỗ dáng, nó dày phân 8, gỗ cực dày và đều có ke, các cái ke góc. Cái dấu cộng kia là để chống hai bên thành thùng. Súc hơi đánh trực tiếp, cắt cốt qua cốt hoặc qua vang hoặc qua lưng tiếng. Bắn bông màu trắng xung quanh để giúp để tiêu âm. Đấy. Hai ống thông hơi, một trên một dưới. Đây là cấu hình là súc hơi thì nó rất là đơn giản, nhưng mà các bác bắt buộc phải có hệ thống của đẩy. Bắt buộc các bác phải thừa một kênh đẩy. Một là đẩy 3 kênh, hai là đẩy 4 kênh để có một kênh 800W để đánh một con súc hơi này. Bác nào có nhu cầu mua lẻ một chiếc bát này thì em đang bán lẻ một chiếc. Còn đâu hôm nay em dựng thành phẩm mới cả một con súc hơi này. Củ bát từ 220-100 lít, bát có đôi 4-6 nốt để tỏa khí tỏa nhiệt, tít nhọn màu xanh, xương nhôm đúc, dòng bát GCF. Con này kẹp lỗ thép trắng, từ rất dày, từ 220-100, đẩy 800W để đẩy con bát này nhé bác nhé. Bát 50. Màng nó sơn dầu bóng và được xếp ly với gân vải thẩm dầu là 3 gân. Súc hơi thì đánh nó uy lực hơn súc điện rất nhiều. Và dựng thì nó cũng không cầu kỳ, nhưng mà lại bắt buộc là phải có một kênh để đánh. Đấy. Súc điện nó có một cái bo mạch để nó đánh rồi. Còn đây là mình ăn công suất thẳng từ đẩy ra. Cắt cốt qua vang, qua lông tiếng thì nó sẽ cắt hết tiếng nhạc đi và nó cho ra tiếng súc. Và dòng bát giờ xếp thì cho tiếng trầm rất là tốt. Các bác lắp súc hầm thì là vỏ GCF, còn các bác lắp súc mặt thì em là vỏ JBL 718. Quả súc hơi thành phẩm này có giá là 3,8 triệu một quả. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt mua bát rời vỏ thùng. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Em gửi cho một bác khách ở trong Sài Gòn một quả súc hơi này. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio xin chào hẹn các bác trong các cái clip mới nhất. Các bác có nhu cầu thì em liên hệ trực tiếp cho em nhé.